Thực ra cái màu mã, cái màu, à, cái gì? Cái màu sắc của nước mắm này rất là ok. Người thử không? Đường thương đau đầy ái nhân rồi. À, mùi chợp. Cái dự án của bạn là ở Mũi Né đúng không? Nhân thì chưa hòa ở cái chỗ là phương án của bạn mình thấy nó hơi mắm tôm. Nhá, rất mắm tôm. Thì khi sát nào mà đồng hành cùng em thì em sẽ chia sẻ. Thế mới open à? Sau ạ. À, dạ. Bây giờ là cứ đẩy vào đấy là như kiểu đầy mắm tôm đó. Nhá. Em đã bảo là không bán mắm tôm rồi. A few moments later. Hai mươi tỷ. Few inches later. Sắc Việt ơi, ở đây không có mắm tôm đâu, anh về chỗ đi. Anh cứ nhấp nhổ hoài nha. Xem cái rìu kia sắc không? Few inches later. Lý do kêu gọi 10 tỷ cho 5% vì là muốn bảo tồn cái văn hóa của nước mắm. Và tại sao lại ra 10 tỷ là vì giá đất rất cao. Ít nhất là các sát không phải mua nước mắm rồi. Công nghiệp. Cứ mỗi tháng là có quà tặng người ship đến tận nhà. Ăn thoải mái. Ăn thoải mái, uống thoải mái. Alo, alo. Alo, chị Liên. Chị Liên đi ăn à? Chị Liên đi ăn đây. Chị chuyển ngay cho 2 thùng nước mắm loại ngon nhất ra Hà Nội nhá. Trong vòng 30 giây. Vâng, cảm ơn chị. Cái này mà là mắm tôm, Sắc Việt đầu tư ngay. Rất đang hào hứng về điêu nhưng vẫn nhớ đến mắm tôm. Nhưng mà Sắc Việt có vẻ hay bị nóng lưng nhỉ? Nóng lắm. Sao anh nóng lưng bán thương thảo này kinh lắm. Khốc liệt lắm. Anh ấy cứ nóng lưng. Trông cái ảnh này của ông này trông giống Văn Cao nhỉ? Tóc bạc trắng. Anh vừa nãy anh Việt em thấy ra anh ra chụp cái gì? Chụp cái mái chèo à? Anh chụp cái ông già. À, chụp ông già. Ông già. À đấy. Trông giống Văn Cao nhỉ? Đúng không? Hay. Vâng. Cái này là ông già ở trong ảnh trong phim gì đây? Phim Lệnh Hồ Sung đấy. Kiêu Ngạo Giang Hồ đấy.